Chào mừng quý vị đến với bản tin FBNC ngày 4 tháng 1 2016 và trong phần đầu xin mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý sau đây. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố chưa có chủ trương sáp nhập các phường quận. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ xử lý dứt điểm 5 ngân hàng yếu kém trong năm 2017. Nhưng trước hết sẽ là thông tin Ngân hàng Nhà nước không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông trong dịp Tết để tiết kiệm. Thưa quý vị, theo chỉ đạo mới nhất từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông trong dịp Tết để tiết kiệm chi phí. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo không chi các loại tiền mới in còn nguyên series có mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông, mà chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước không phát hành tiền lẻ in mới mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống ra thị trường dịp Tết. Kể từ năm 2013, Ngân hàng Nhà nước có chủ trương hạn chế tiền nhỏ lẻ có mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống để tiết kiệm ngân sách in ấn, nâng cao văn hóa sử dụng tiền nhỏ lẻ trong văn hóa tín ngưỡng. Riêng năm 2016, việc không in tiền lẻ nhỏ mới ra thị trường giúp tiết kiệm 1.500 tỷ đồng chi phí cho ngân sách. Tuy nhiên, theo ghi nhận, dù năm nào cơ quan quản lý cũng nghiêm cấm đổi tiền lẻ, bố trí lực lượng kiểm soát, nhưng việc đổi tiền lẻ vẫn còn diễn ra tại một số đền, chùa. Dự báo đến năm 2025, dân số nước ta sẽ đạt con số 100 triệu người. Đây là thông tin vừa được Viện Chính sách Công và Quản lý cho biết mới đây. Theo Viện Chính sách Công và Quản lý, Việt Nam đã đạt được mức sinh thấp một cách vững chắc vì người dân được tuyên truyền đã nhận thấy lợi ích của mô hình gia đình nhỏ, hệ thống dịch vụ kế hoạch hóa gia đình hình thành, cơ bản đáp ứng nhu cầu của dân. Theo dự báo, dân số nước ta vẫn tiếp tục tăng nhưng chậm lại. Năm 2025, nước ta sẽ có 100 triệu dân và tiếp tục tăng chậm lên khoảng 110 triệu vào giữa thế kỷ. Chuyên gia từ Viện Chính sách nhận định, dân số đông giúp Việt Nam trở thành thị trường lớn hấp dẫn đầu tư, nhưng cũng đặt ra các thách thức về an ninh lương thực, năng lượng. Bên cạnh đó, Việt Nam đã bước vào quá trình già hóa và sớm trở thành nước có dân số già. Các lợi thế về lao động trẻ, giá rẻ không còn. Do đó, thách thức đặt ra với Việt Nam là phải nâng cao chất lượng nguồn lực, tạo việc làm có năng suất, thu nhập cao. Thưa quý vị, tại cuộc họp gặp cán bộ cấp cao nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 3 tháng 1 vừa qua, trả lời câu hỏi về việc sáp nhập các phường quận như đề xuất của Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Đinh La Thăng khẳng định thành phố Hồ Chí Minh chưa có chủ trương này. Tại cuộc gặp gỡ tiếp thu những kiến nghị về quy hoạch thành phố, Bí thư Đinh La Thăng cũng cho biết trong năm mới, thành phố sẽ tập trung vào 7 chương trình đột phá, tuy nhiên có những mục tiêu có thể hoàn thành ngay nhưng có những mục tiêu phải thực hiện trong nhiều thập kỷ, cần nhiều thời gian và nguồn lực. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thành phố cần phải rà soát hoàn thiện quy hoạch trên mặt đất, đồng thời thực hiện quy hoạch không gian ngầm và cả bầu trời. Trước mắt thành phố sẽ giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường vốn đang trở thành vấn đề bức xúc. Có những ngày ô nhiễm không khí đạt đến ngưỡng báo động màu cam, hiện nay gần 8 triệu xe máy, ô tô chưa kể từ các tỉnh đi vào. Liên quan đến vấn đề xây dựng nhà cao tầng, thành phố đang rà soát các quy hoạch và công trình xây dựng, xem có phù hợp với quy hoạch hay không. Đối với quy hoạch hai bờ sông Sài Gòn, người đứng đầu Thành ủy cho rằng việc này cần phải gắn với sự tính toán về biến đổi khí hậu. Quang Vinh xin được chuyển sang một thông tin khác. Tại cuộc họp báo thông báo kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2016, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho biết trong năm 2017, cơ quan này đặt mục tiêu sẽ xử lý dứt điểm 5 ngân hàng yếu kém. Ngoài 3 ngân hàng không đồng, Đông Á Bank, Sacombank cũng nằm trong danh sách những ngân hàng cần xử lý dứt điểm các vấn đề yếu kém. Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, 5 ngân hàng yếu kém gồm 3 đơn vị không đồng đã được mua lại là VNCB, Ocean Bank, GB Bank và 2 nhà băng khác gồm Ngân hàng Đông Á, Đông Á Bank và Sài Gòn Thương Tín, Sacombank. Đông Á Bank và Sacombank dù không gây rủi ro đổ vỡ cho hệ thống, đến nay tình hình của các ngân hàng này đã được cải thiện, đặc biệt là thanh khoản, không gây ra ảnh hưởng, nhưng vẫn có rủi ro, vì vậy vẫn cần xử lý dứt điểm các vấn đề trong năm 2017. Ông Hưng cho biết đã trình Ngân hàng Nhà nước báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị để xử lý 5 ngân hàng yếu kém. Bên cạnh các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân cũng được Ngân hàng Nhà nước mạnh tay xử lý. Riêng với quỹ tín dụng nhân dân, hiện Ngân hàng Nhà nước đã có tờ trình báo cáo Chính phủ để xử lý những đơn vị không có khả năng phục hồi. Và đến với chuyên mục Mỗi ngày một con số, hôm nay chúng tôi muốn nói đến con số 2,46%. Đây là tỷ lệ nợ xấu tính tới ngày 30 tháng 11 2016.
Cũng tại cuộc họp báo thông báo kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2016, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, năm 2016, công tác thanh tra, giám sát hoạt động của ngân hàng tiếp tục được tăng cường, qua đó hỗ trợ tích cực cho thực thi chính sách tiền tệ và tái cơ cấu xử lý nợ xấu. Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ chức tín dụng có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng trên nhiều mặt, an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng được duy trì. Các ngân hàng yếu kém được kiểm soát, tái cơ cấu giám sát chặt chẽ hoạt động. Vì vậy, nợ xấu được giữ ổn định ở mức dưới 3%. Cụ thể, đến 30 tháng 11 2016, tỷ lệ nợ xấu ước tính còn khoảng 2,46%. Theo lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước, phần lớn nợ xấu được các ngân hàng giải quyết bằng việc sử dụng dự phòng rủi ro, bán tài sản bảo đảm và thu nợ xấu từ khách hàng. Số nợ bán cho VAMC giảm so với cùng kỳ năm trước. Đến hết 30 tháng 11 năm 2016, VAMC đã thực hiện mua 839 khoản nợ với tổng dư nợ gốc là hơn 23.280 tỷ đồng, giá mua nợ là khoảng 22.480 tỷ đồng. Vừa rồi là những tin tức nổi bật trong nước, tiếp theo sau là những tin tức nổi bật của châu Á. Israel lo ngại về những quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại hội nghị Paris. Nhật Bản đổi tên đại sứ quán danh nghĩa ở Đài Loan.